Với trang bị là đạn cao su, khiên và hơi cay, cảnh sát chống bạo động Trung Quốc hôm 13 tháng 9 đã đụng độ với người dân địa phương của một làng ven biển miền Nam. Làng này từng được xem là biểu tượng về dân chủ cơ sở, nhưng sau đó đã trở thành một điểm nóng của các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Những người biểu tình ở làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông đang tức giận về bản án đã tuyên hồi tuần trước đối với vị cựu trưởng làng Lâm Tổ Loan. Ông là người đã đòi bồi thường cho đất đai bị các quan chức Đảng Cộng sản tịch thu. Những người biểu tình thề sẽ tiếp tục cuộc biểu tình cho đến khi ông được thả khỏi nhà tù. Nhà chức trách muốn chấm dứt các cuộc biểu tình và đã tiến hành đột kích trong đêm để dập tắt bất ổn. Họ đã bắt giữ 13 dân làng với cáo buộc những người đó đã kích động đám đông và dùng các hình thức hăm dọa và tung tin đồn để xúi giục mọi người tham gia cuộc biểu tình của làng. Ông Lâm Tổ Loan bị kết tội đã nhận hối lộ và bị kết án 3 năm 1 tháng tù giam. Ông Lâm Tổ Loan được nhiều người trong số 20.000 dân làng coi là anh hùng kể từ khi ông lãnh đạo cuộc nổi dậy năm 2011, dẫn đến việc bãi nhiệm các quan chức địa phương bị cáo buộc cướp đất của dân rồi bán lại cho các chùm bất động sản.